Thì xin mời quý vị sẽ đến với câu lạc bộ diễn sinh đến từ thôn Gia Đình sẽ được bắt đầu. Là con gái đi có một bông hoa chúng tặng bà, xin la mời bà. Bà Chín, gia đình bà Chín đi. Bà Hồng Nguyễn đi có bông hoa. Bà Nga, bà Nga Nguyễn đi. Hồi người cao tuổi thôn Liên Ninh. Bà Cúc Yên Ninh có bông hoa. Bà Xuân Yên Ninh có bông hoa.
và bướm Yên Ninh cũng có. Vâng, tôi thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn công các bà đã có một vòng hoa tặng cho phong trào của đơn vị Yên Ninh, xin trân trọng cảm ơn.